Xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục lên mã số để giao lưu với các bạn một số cây nho thân gỗ nữa ha. Thì theo thường lệ thì cuối tuần mình sẽ lên một cái video đánh mã số cho các bạn lựa ha. Thứ bảy, chủ nhật tầm khung giờ là 6 giờ nha các bạn. Các bạn có thể đăng ký kênh mình và bấm thông báo ha. Để mình đăng kênh nó sẽ thông báo sớm nhất cho các bạn lựa những cái mã cây nho đẹp ha. Có nhiều anh em coi trễ á, cái lựa mấy cái mã sau người ta mua chốt hết rồi. Cho nên anh em lựa không kịp. Cho nên anh em bấm đăng ký để nó thông báo sớm ha các bạn. Rồi bắt đầu mình vô cây mã số 1 nha. Thì hôm nay thì nó cũng có nhiều cái mức giá cho anh em lựa chọn ha. Nó có một cái lô sinh viên nữa nè. Thì một cái cây đang gấu ra hoa nữa nè. Đó là cây mã số 9 nha. Anh em gắng theo dõi tới cuối clip ha. Bắt đầu mình vô cây số 1 nha các bạn. Cây số 1 là cây tứ quý, lô 1 triệu mốt như cũ ha. Lô 1 triệu mốt như cũ. Đây. Có nhiều anh em thì thích tứ quý, có nhiều anh em thích 12 vụ. Thì mình nói đặc điểm của tứ quý với 12 vụ lại cho những anh em nào mà mới chơi nho thân gỗ ha. Tứ quý á, thì cái trái chính của nó là nó màu tím đen nha các bạn. Đây là cái trái của nó chưa chín nè. Trái nào còn chưa chín thì nó sẽ màu xanh. Rồi nó chuyển đỏ đỏ xong nó chuyển xanh tím đen. Đó. Rồi trái của nó thì to bằng đầu ngón tay cái của mình ha các bạn. Cái này là chưa chín nha. Cái này thì tầm thêm 2 hoặc 3 ngày nữa là nó sẽ chín ha. Thì cái quy trình đậu trái của nó là tầm 1 tuần các bạn ha. 1 tuần từ trái, từ bông cho tới trái thì tầm 1 tuần. Cây đang ra trái xanh với bông rất là nhiều ha. Thì nho tứ quý thì nó có cái hậu ngọt hơn nho 12 vụ một tí ha. Nó cái đặc điểm ưu điểm của nho tứ quý. Còn cái nho 12 vụ á, thì cái trái chín nó màu đỏ ha các bạn. Trái chín nó cũng như y chang trái này luôn. Nó không khác nét gì hết. Mà nó chín nó sẽ màu đỏ ha. Màu đỏ và ăn nó có cái vị ngọt luôn. Nhưng mà nó không ngọt bằng tứ quý một tí ha. Và trái thì nó sai hơn tứ quý ha. Thường thường cây 12 vụ trái nó sẽ sai hơn nhiều ha. Tứ quý thì đúng mùa của nó thì nó sẽ ra trái nhiều. Còn nghịch mùa thì ra trái lai gai vậy đó. Cây này là cây lô 1 triệu mốt nha các bạn. Lô 1 triệu mốt bao ship. Tặng kèm quà tặng ha. Quà tặng của mình hôm nay là một cái ổi ha, với một cái bịch phân thuốc dưỡng ha. Một bịch thuốc dưỡng. Cây này thì nó có cái thoát thân cũng khá là cao các bạn. Nếu mình bỏ cái, mình cắt bỏ nhánh này đi thì thoát thân nó lên tới đây. Nó lên tới đây là tới 20-30cm lận các bạn. Nè, 30cm lận nha. Đó. Cây này thì có một cái dáng hơi bài một tí ha. 30cm. Nếu mà cắt bỏ cái phần này ha. Tại vì thường thường mình để cái nhánh này thì nó cũng không đẹp. Mình cắt bỏ luôn, mình chơi cái nhánh thân chính này thôi. Đó. Lên đây thì nó có chia ra hai nhánh ha. Nó chia ra hai nhánh thì làm cho cái tàn của nó đều hơn ha. Cái tàn nó đẹp hơn. Nè, cây nè. Cây này thường thường cây này cao là tầm 1m2 đổ lên ha. Chiều cao thì thường thường mình hạo thôi. Đó, mình hạo, mình đo mình hạo thôi chứ không có chính xác là bao nhiêu ha. Nhưng mà mình đạo từ 1m2 đổ lên. Đó. Cây này nó ngang đầu, ngang cái mũi mình nè. Ngang mũi mình có thể là tới 1m4 luôn đó. Nhưng mà mình hạo là 1m2 đổ lên ha. Cây này tàn cũng khá ok nha các bạn. Quay cận cây xa cho các bạn thêm cái dáng của nó ha. Thường thường anh em chơi nho là chơi hay chơi dáng á. À, chơi dáng, chơi gốc gì đó, chơi đế rồi đó. Nên quay hơi kỹ tí. Đó, cây này lô 1 triệu mốt bao ship nha các bạn. Cây đang cháy. Tiếp tục là cây số 2. Cây số 2 là cũng là cây lô tứ quý luôn nha. Nhưng mà lô này lô cũ nè. Lô cũ nè. Các bạn thấy bầu giải các bạn cũng biết rồi. Để rất là lâu rồi đó. Đây thường thường là mình ít khi mình đem ra một lượt mình quay. Mình phải đợi nó ra trái ra bông. Rồi về cái mình quay từng lượt, từng đợt vậy đó. Cho nên mỗi đợt kia có 7-8 cây, 8-9 cây vậy thôi. Cho nên cũng nhiều cái lô cũ nó còn cù lại 1-2 cây đó. Tư quý nè mặt nè, trái bắt đầu nó chuẩn bị chuyển sang chín nè. Đó, cái này nó còn vẫn còn đỏ ha. Là nó chưa chín hung nè. Chín hung là nó chuyển sang tím đen luôn. Cây này thì rất là già cây rồi, tại vì lô cũ mà. Lô cũ thì rất là già cây rồi. Đó, thường thường á, với lại cái đặc biệt nó khác. Cái nho tứ quý nó khác cái nho 12 vụ. Cái nữa là khi mà nó ra trái á, thì cái da nó để là vết sần nha các bạn. Nè. Khi mà nó ra bông ra trái á, thì nó để lại mấy cái vết chấm chấm như là mụn vậy đó. Đó. Rồi là vết sần đó. Thì là nó chứng tỏ là cái độ già cây của nó cũng khá là già cây ha. Và nó cũng ra nhiều đợt trái lắm mà. Thì nó mới để lại những cái vết sần vậy. Còn cái nho 12 vụ á, thì cái da nó láng lắm các bạn. Cái da nó láng nó giống như cái nho thường của mình vậy đó. Giống như cái nho 2 vụ vậy đó. Đó. Cho nên anh em nhiều khi anh em thấy cây nho 12 vụ da láng quá. Anh em nói là nó chưa có ra bông ra trái là không phải nha. Thường thường nho tứ quý và 12 vụ mà cái hoành thân của nó là tầm khoảng chừng... khoảng chừng cái cỡ này trở lên nè. Cỡ này trở lên là nó đã ra trái ra bông rất là nhiều đợt rồi. Mình dùng từ là rất là nhiều đợt có nghĩa là nó đã già cây lắm rồi nha. Chứ không phải là mới ra bông.
Còn các bạn trồng nho thường mà cỡ này là nó chứ không không ra trái nha. Nho thường là cỡ bằng bắp tay của mình nè, hoặc bắp đùi của mình á, thì nó mới ra trái ha. Nó trên tới 10 năm lần nó mới ra trái. Cây này thì dáng cũng đẹp lắm các bạn ha, dáng cũng đẹp nè. Cây này tại do để cái bộ vải các bạn thấy đó, nhưng mà các bạn lên chậu thì rất là đẹp ha. Cây mã số 2, lô này cũng là lô 1,1 triệu ba ship nha các bạn. Do là cái bầu đất nó nhỏ thôi, nhưng mà cái hoành thân nó rất là to rồi. Với lại cây nó già tuổi lắm rồi, nó do mình để vô cái bầu đất nhỏ. Cây này thì chiều cao nó cũng là 1m2 luôn nha các bạn, 1m2 đổ lên ha. Nó cũng xem với cây này ha, tàn cũng khá là ok nè, tàn đều nè, cây đang trái nè ha. Mã số 2 thì quà tặng của mình. Với lại mình cũng có tặng, còn tặng ổi tàu nữa nha. Nếu các bạn không lấy bịch thuốc hoặc là không lấy ký phân á, thì các bạn lấy ổi tàu ha. Đó. Đây là cái bịch phân mà mình nói mình tặng nè. Đó. Mua trong cái hộp này. Thì cái hộp này đã gồm có 10 gói. Đó. Mình mua về cái mình chiết ra để mình tặng các bạn ha. Mấy cái này xịt rất là hiệu quả nè. Cái này chủ yếu là để dưỡng hoa thôi. Với lại nó kích thêm để cho cây nó ra bông nhiều thôi. Còn nếu mà cái cây các bạn trồng nó đã khỏe rồi, giống như cây này nè, nó đã khỏe rồi, nó ra nhiều trái nhiều bông rồi, thì các bạn không cần phải xịt cũng được ha. Tại vì mình xịt nhiều, mình lậm thuốc quá thì nó cũng bị sượng cây nữa các bạn. Đó. Nghĩa là nó tới tuổi ra rồi nó đủ trái dưỡng là nó tự ra hả. Mình xịt là khi nào nó bị bông nó gì nè, bông nó không khỏe, nó mới ra bông cái nó khô nó rụng, nó thì mình xịt để mình dưỡng cái bông. Rồi sẵn tiện mình kích lên những cái bông sau này nó sẽ ra nhiều hơn thôi. Đó. Chứ không phải là mình cứ cách tháng 2 tháng mình xịt lần là không phải nha các bạn. Cứ lậm thuốc là không được nha các bạn. Đó, tiếp tục là cây số 3 nha. Cây số 3 là cây 12 dụ nha. Cây số 3 là cây 12 dụ. Cây này là nó có đặc biệt là nó có 2 3 thân lận các bạn, 2 3 thân lận. Nhưng mà ở dưới đây là nó có một cốt nha, một cốt đưa lên 2 3 thân. Đó. Cây này rất là ok nè. Cây này đang trái chín luôn nè các bạn. Trái chín nó màu tím màu đỏ ha. 12 vụ chín nó màu đỏ nè, đỏ quyết luôn ha. Ở bên ngoài các bạn mới thấy là cái màu nó khác nhau nha. Nhiều khi mình quay trên video, mình quay buổi chiều á, cái màu nó hơi tái tái. À, chứ ở bên ngoài là màu đẹp lắm. Bởi vì thường thường nhiều người anh em thích chơi 12 vụ cũng do là cái màu trái nó đẹp hơn cái nho tứ quý ha. Thích ngọt thì mình chơi tứ quý. Còn thích trái nhiều và màu trái đẹp thì mình chơi 12 vụ. Nói chung mỗi cái loại nó sẽ có một cái đặc điểm riêng nhỏ nhỏ của nó vậy đó. Nó chọi hơn cái kia một chút đó, anh em thích chơi cái nào thì chơi. Còn cái đặc tính trái của nó là y gan nhau các bạn. Tháng nào cũng ra trái đều đều vậy đó. Ít hay nhiều thôi. Có tháng ít, tháng nhiều ha. Cây này dáng cũng ok lắm nè. Cây mã số 3 ha. Cây mã số 3, lô 1,1 triệu bao ship nha các bạn. Cây cao cũng tầm 1m2 đô lên ha. Đó. Rồi, tiếp tục là mình tới cây to nè, cây này nè. Đặc biệt cái cây này, cái lô này là nó đã không còn hàng luôn, nó trái hàng, mình chỉ còn cây duy nhất. Cây này nó cao tới, nói chung là mình gần 2m, có thể là 2m luôn. Nó cao lên đầu mình rất là cao luôn đó. Cái lô này là mình, hồi đó mình nhập về, giờ mình bán hết rồi, chỉ còn một cây duy nhất thôi. Cây này cũng nhiều anh hỏi lắm rồi, đó, nhưng mà chưa có chốt. Ha. Hôm nay là thấy trái nhiều, mình quay clip cho các bạn luôn. Lên cây luôn, anh em nào thích thì chốt luôn. Ha. Các bạn mua, nếu mà có điều kiện mua loại cây này về thì yên tâm, trái ra các bạn ăn mà xỉu luôn. Trái rất là nhiều, nói chung là nho thân gỗ các bạn chơi càng lâu thì trái nó càng nhiều ha. Cây nhỏ thì trái nó ít thôi, nhưng mà chơi khi cây nó to lên rồi là trái rất là nhiều. Tại vì do là nó không có nhiều là do là mình để trên chậu. Còn các bạn mà về các bạn sang cái chậu bự đó, tại vì cái quanh thân của nó đã bự rồi thì các bạn phải sang qua chậu bự, thì chắc dinh dưỡng nó nhiều thì nó sẽ nuôi trái rất là nhiều ha. Trái rồi, tại vì nó nuôi chứ có thể, nếu mà cây cổ thụ bằng bắp tay mình có thể nuôi tới 1000 trái rồi các bạn. Nó ra một lọt tới 1000 trái rồi đó. Đó. Cây này là cũng là 12 vụ nha, lô to ha, lô 1,8 triệu nè, bao ship nè. 1,8 triệu bao ship, cây nó rất là cao ha, cao 2m. Thì các bạn nghĩ là cây cao 2m thì cái tiền phí nó cao gấp đôi cái tiền phí của cây này các bạn. Đó, nó tính theo chiều cao nha. Rồi thêm nó nặng nữa, căng nặng nữa. Nè, bên đây có đùm trái này nè. Tính theo chiều cao cân nặng nữa. Mình có một cái, còn một cái cây giống vậy nhưng mà nó bị tét ngay cái giữa thân nữa các bạn, cho nên mình lấy mình trồng chứ mình không có bán ha. Tét thì mình giao người ta kỳ lắm, mình lấy mình trồng để mình lấy trái ha. Mình trồng một cái vườn nho phía sau đây mình lấy trái, mình làm rượu nho các bạn. Mấy cái này ngâm rượu nho uống cũng rất là ngon nha. Cây này cao tới 2m, là hoành thân thì có thể là 12 đến 13 cm các bạn. Lô 1,8 triệu bao ship ha. Còn một cây duy nhất nha, anh em có lấy thì lấy nha.
tại vì mình không biết là đợt hàng sau nó sẽ còn cái lô này nữa không. Nếu mà còn thì mình vẫn nhập về các bạn, mình chỉ sợ là không có hàng để bán thôi. Nó, cái lô hàng này hiếm lắm mà. Ở bên kia thì bên Trung thì nó hết hàng rồi, hết loại này nữa rồi. Tiếp tục là cây số 5 nha các bạn. Số 5 là 12 vụ luôn nha. Cây số 5 là cũng là 12 vụ luôn. Lô 1 triệu mốt bao ship nha các bạn. Đây, cây mà số 5. Cây này đang trái nè. Đang trái xanh rất là nhiều ha. Nó cây nó khỏe là nó ra trái vậy đó các bạn. Khỏe tốt là nó ra trái rất là nhiều. Cây này thấy được cái dáng là dáng nó chuẩn các bạn, dáng chuẩn. Nè, thoát thân cũng khá cao ha. Thoát thân là tới 22 cm, cái gang tay của mình là 22 cm. Thoát thân thẳng đưa lên hai nhánh. Nó thường thường anh em là ưa chơi cái thế cơ bản giống như là thoát thân thẳng đưa lên hai hoặc ba nhánh, nó cứ thẳng đưa lên hai ba nhánh là chuẩn ha. Thì mình cũng dựa vào cái đó để mình xác định cái độ chuẩn của nó là vậy ha các bạn. Đa phần là cái cây nó đẹp là đẹp như vậy. Còn nếu mà bạn chơi kiển, các bạn muốn uống lắc hay là thế này thế kia thì nó hiếm. Một lô thì tầm khoảng chừng được một hai cây thôi. Rồi còn có cái thêm cái đế nữa là còn hiếm dữ nữa. Cây này tàn cũng khá đẹp ha các bạn. Cây này thì chiều cao nó tầm 1m1 đến 1m2 thôi. Nha, đến 2 chạy xuống chứ không có trở lên. Nha, các bạn thấy dáng không? Đó thì thường thường nữa các bạn chơi mà nó to lên đi, các bạn lên một cái chậu ha, nó chơi to lên đi, các bạn chụp hình gửi lên mình là bảo đảm là cái dáng nó sẽ đẹp đó. Tại nó còn nhỏ đây, các bạn chưa thấy đâu đẹp của nó ha. Tiếp tục là cây số 6 nha. Cây số 6 cũng là cái lô giống vậy ha, cũng 1,1 triệu, nhưng mà đặc biệt cây này có đế nè, cho nên mình có moi đế lên cho các bạn xem. Thì cho những cái anh em nào mà chơi đế ha, có nhiều người người ta không thích chơi đế, ta chỉ chơi dáng. Còn có nhiều người ta không có quan tâm tới cái đế thì nó nguyên gì dáng đẹp là được đó. Còn cái này có đế nè, thoát thân lùn luôn các bạn, lùn lực cho anh em luôn ha, vừa có đế mà vừa thoát thân lùn lực đó. Một lô 100 cây dữ lắm, có 1 cây à, đế nó còn dưới đây nữa nè các bạn đó. Cái này các bạn trồng đôn chậu á, mình chơi cây chân dài á rất là đẹp ha. Đôn chậu có nghĩa là mình không có trồng đất lên tới đây mà mình nâng cái rễ này lên ha, chơi chân dài giống như mấy cái cây kiển hồng ngọc mai đó, mấy cây mai đó nè, nó tới ba chân rồi nha, 1, 2 đây nữa nè, 3 chân. Tại vì nó bó gơm đây nè cho nên nó nuôi rễ rất là khỏe nè. Về các bạn nuôi cọng này nó bự bằng cọng này ha, giống như sứ mình làm rễ bàn vậy đó. Cái rễ nào lép thì mình sẽ nuôi lại, nuôi cái cách nuôi nó cũng đơn giản các bạn, giống như thí dụ cái này nó bự phải không các bạn, để lộ thiên gì đi. Còn cái này các bạn muốn nuôi lại thì các bạn đắp 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 đất lên đây ha, đắp đất hoặc đắp gơm lên đây đó, đắp che cái rễ này đi, thì một thời gian các bạn gỡ ra thì nó sẽ to, nó mau to hơn cái rễ mà các bạn để lộ thiên ha, nó sẽ đều rễ nó đẹp, giống cái này giống như rễ bàn vậy đó nè, các bạn thấy không. Về cái mình khai thác mình nuôi lại, còn các bạn để nó không đều thì nó cũng không có được đẹp lắm. Được cái thoát thân lùn các bạn, hiếm hiếm cây được thoát thân lùn nhé các bạn. Cây này thì thoát thân lùn dáng cũng khá là đẹp nè, dáng chuẩn nè, thẳng không có uốn éo, thẳng dáng chuẩn hay là thẳng, là thẳng luôn, lắc là lắc, chứ vừa thẳng vừa lắc nó nhìn nó không có đẹp, thẳng là thẳng luôn. Cây này cũng đang ra bông nè, ra bông ra trái xanh nè ha, thì tầm chừng 3-4 ngày thì nó sẽ bự. Đây bên này cũng có bông nè, nói chung là mấy cây này ra bông hết rồi. Tại vì nó là lô 1 triệu mốt thì mình nói á, cái hoành thân nó tầm cỡ này á là nó đã ra nhiều đợt trái lắm rồi, độ tuổi của nó là trên 8 năm rồi. Cây này tàn cũng ok nè, tại vì do thoát thân lùn ha, dáng bonsai cho nên cái chiều cao của nó hạn chế các bạn, tầm 1m2 đổ lại ha. Đó, được cái bộ đế ha, anh em thích chơi đế thì săn cây số 6 nha các bạn. Tiếp tục là cây số 7 nha. Cây số 7 là nho tứ quý, lô 1,1 triệu. Cây này thoát thân khá là cao luôn, cao luôn mà có một cái dáng nghiêng ha. Thoát thân nó tới là cỡ 30 cm đó các bạn, 30 cm. Cũng đang ra trái luôn nha các bạn. Nè, trái bắt đầu nó chuyển sang tím đen ha. Tứ quý các bạn thấy không? Nè, da, cái da 12 vụ nè, nó lá ngò ha. Tứ quý da nó hơi sần sần ha. Nè, nhìn kỹ thì các bạn thấy nó sần sần nè, chấm 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 đó, như nút ruồi vậy đó. Ra trái là để lại vết sần sần đó.
Còn những cái cây mà tứ quý mà nó mới á, nó non á, thì cái da nó vẫn láng nha. Chừng nào nó lớn nó già nó ra trái nó sẽ để lên giá sần. Cây này thì chiều cao của nó là trên 1m2 á, 1m2 đổ lên. Tàn thì nó hơi thưa tí, tàn hơi thưa, nó đang tại vì nó đang nuôi tàn lại. Nè, nuôi tàn là những cái nhánh này nè, nhánh non nè. Thì nữa nó sẽ xanh lên thì các bạn sẽ thấy cái tàn nó sẽ dày lên ha. Do là mình vận chuyển á thì nó sẽ rụng bớt thì nó từ từ nó sẽ đâm chồi non lên. Nè, đâm chồi non rất là nhiều ha. Thì khoảng chừng 1-2 tuần nữa thì cây này sẽ dày tàn lại nữa các bạn. Đó, cho nên về mình có hay nói các bạn là về cứ nuôi tàn lại. Nhiều khi mình vận chuyển đó, các bạn đi đường xa đó nó sẽ bị rụng lá. Về nó sẽ đâm tược non giống vậy ha, nó sẽ nuôi tàn lại, là tàn nó sẽ đều lại ha. Tiếp tục là cây số 8 nha các bạn, cây số 8. Cây số 8 thì cũng nằm trong một cái lô 1 triệu nha các bạn. Nằm trong một cái lô 1 triệu ha, cây số 8. 1 triệu bao ship. Đây, đang ra trái xanh. Bông rất là nhiều luôn nè. Cây này cũng sung lắm nha các bạn. Cũng sung cây lắm nè. Các bạn nghe tiếng chim không? Là mấy cái trái này nó chính là chim nó xà xuống nó ăn liền. Cho nên mình phải tranh thủ mình quay clip ha các bạn. Nhiều khi mình về trễ á, một tuần mình mới về một lần. Thì mình về trễ cái mấy cái trái chín ăn hết trơn. Lên trình nhìn trên cây là mình thấy nó ăn là mình biết à. Nó ăn nó bỏ cái vỏ lại trên cây á. Cái này nói chung cây này thì nó không có dáng gì đặc biệt cho lắm ha. Cho nên mình không có nói gì dáng của nó nhiều. Thì anh em nào thích chơi dáng này thì chơi ha. Nó cũng không có đế luôn. Nó đang ra trái ha. Thì anh em mà thích cây nào đang ra trái thì lượm cây này ha. Nhiều anh em mà cứ kêu lựa cho tôi cây có trái là được. Tiếp tục là cây số 9 nha, cây cuối cùng nha. Cây số 9 là cái cây mà nãy mình nói giá sinh viên đó. Mấy cái cây này giá, mấy cây này là mình thấy trong mình nhập về cái mình thấy đại đó, thì ai cần giá sinh viên thì mình mới chụp hình. Thì bây giờ mình thấy nó ra bông thì mình quay cho các bạn xem. Nó cây này lô nguyên thủy zin nè. Cái là nguyên thủy có nghĩa là mình nói nó từ nhỏ, nó từ gieo từ hạt từ nhỏ lên. Nó từ nhỏ lên và nó ra bông ra trái thì tầm độ tuổi của nó là tầm 4 năm nha các bạn. 4 năm thì cây này cũng tầm đó rồi đó. Nó mới ra bông nè ha. Cái lúc mình nhập về là nó chưa ra bông đâu. Cái lúc mình nhập về á là thì trồng khoảng chừng thêm 1,5 năm nó mới ra bông. Đó, thì để nằm dùng các bạn cũng biết là cũng khá lâu rồi. Tại vì thường thường anh em thích chơi cây nào có bông nên mình để khi nào nó ra bông thì mình mới quay. Đó. Còn anh em yêu cầu không cần ra bông cũng được, về tôi nuôi thì lúc đó mình mới chụp hình mình gửi anh em. Cho nên nó còn cù lại là vậy đó các bạn. Đó. Đa phần khách mình là chọn cây bự không ạ. Có nhiều khách là đòi cây 1,4 triệu cho lên, cây 2 triệu, cây 2,5 triệu. Mà những cây to đó thì nó thứ nhất là hết hàng, thứ hai là có hàng đi chăng nữa thì mình cũng vận chuyển cũng khó khăn, cho nên mình cũng ít khi nhập về. Đó. Mình nhập về khoảng chừng cái cây cỡ đó thôi các bạn, cỡ đó thôi. Chứ còn nếu mà to hơn nữa, cây có chừng 2-3 triệu cho lên đó, thì mình không có nhập ha. Nhập cây từ 2 triệu cho xuống thôi. Nó như vậy thì nhà vận chuyển nó mới nhận nè, bên Viettel thì nó mới nhận nè ha. Lại thêm cái tiền phí nó rất là cao các bạn, tiền phí nó cao quá. Nhiều khi mình cao phí quá rồi mình cũng ngán nữa, đóng hàng này kia cũng ngán nữa. Cây này đang bông nè, đang bông đang trái nè. Lô sinh viên ha, giá 500 ngàn. Thì cũng giống như cái cây mã số 1 hôm trước mình cũng đăng đó. Giá 500 ngàn ha. Cây đang ra bông nè, ra bông rất là nhiều luôn. Nó về các bạn yên tâm, trong cái clip này mà các bạn thấy có bông có trái thì về tới nhà các bạn có thể là mình vận chuyển đường xa nó sẽ rụng. Thì nó rụng xong các bạn lên chậu ha, nó tỉnh cây lại thì nó sẽ ra bông tiếp. Nói chung nó đến tuổi ra bông là nó sẽ ra bông. Chứ các bạn cũng yên tâm cái phần đó nha, chứ không phải là nó rụng bông mà cái nó nín luôn ha. Không phải các bạn, nó đến tuổi là nó sẽ ra hoài vậy đó. Quan trọng là các bạn tưới nước hàng ngày là được, chăm sóc nó kỹ kỹ là được. Cây này dáng cũng đẹp lắm các bạn, nó nhỏ nhưng mà dáng cũng khá đẹp nè. Quay kỹ cho các bạn xem ha, cây cuối cùng ha, lô 500 ngàn bao ship, dẫn cả tặng kèm sản phẩm cho anh em luôn nha. Cây nguyên zin nè, đó, nguyên zin. Có nhiều cây cùng lô với nó nhưng mà chưa có bông đâu nha các bạn, phải trồng thêm vài tháng nữa mới ra bông. Cây này nó sung thì ra bông trước, nó dẫn đến tuổi ra bông rồi nhưng mà nó chưa có ra bông thôi. Cây này thì chiều cao của nó là tầm 1m thôi nha các bạn, 1m. Cây này tàn cũng ok, đem riêng quay cho dễ các bạn dễ thấy ha.
anh em sang cái lô này cũng nhiều nè, tại vì giá sinh viên á, các bạn đợi ra bông cũng tầm 1 năm rưỡi thì nó hơi lâu, cho nên những cái cây nào mà nó giá sinh viên mà nó ra bông sớm là quay lên anh em hay mua hay chốt đơn sớm đó. Hôm trước mình quay cây số 1 thì rất là nhiều khách hỏi, nhưng mà ai chốt trước thì mình sẽ giao trước chứ mình không có chừa được các bạn. Này cái lô hàng nó về nó cũng có giới hạn đó, cho nên khi qua cái lô đó rồi thì nó hết ha, nó hết lô đó nên đợi hàng mới về, rồi nó về cũng chưa chắc thì có lô đó nữa nha. Cho nên anh em cứ thấy cây nào ưng ý thì cứ mua. Rồi mình kết thúc video tại đây các bạn. Hôm nay là mình giao lưu các bạn là 9 mã nha, 9 mã thì gần cái mã số 9 là có cái cây 500 nè đó. Còn lại thì lô 1 triệu mốt ha, với một thêm một cái cây 1 triệu 8 bao ship, tặng kèm và tặng là gói thuốc với một cây ổi hoặc là 1 kg phân ha. Các bạn không lấy ổi thì các bạn lấy phân lằn đen ha, với bịch thuốc. Rồi mình chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn.